Trong công viên. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyện trong công viên. Năm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 60. Ê, đánh dài. Dạ, dạ, đánh dài dạ. 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 Dạ, anh đánh dài hả? Tao kêu mày đánh dài, lẽ mày đánh răng tao. Dạ, nếu anh cần em đánh cả răng lẫn dài. Thôi mày. Dạ. Đánh dài đi. Dạ, cho em xin. Xin gì? Dạ. Chưa đánh xin tiền gì? Dạ không, xin dài để đánh. Ôi, rồi mấy em à. Dạ. À, mấy em kêu anh cởi dài ra rồi đánh rồi quịch đi hả? Không có chuyện đó đâu. À, để trong đây đánh được không? Dạ để đây, để đây đánh cũng được ạ. Ừ. Nếu anh để nguyên thì cho em xin 5.000, còn tháo ra 3.000. Rồi, đánh kiểu 5.000 đi. 5.000 ha. Ừ. Dạ đó, bây giờ anh coi nè. Coi bao nhiêu năm kinh nghiệm nè. À, anh bỏ chứng lên đây, đó, đó, đó. Thấy chưa? Được chưa? Anh thấy thoải mái chưa? Ừ, thoải mái rồi. À, em đánh đi nè. Còn nếu chưa thoải mái á, anh bỏ anh đây. Chị? Em xin 10.000, em đánh đi nè. Thôi thôi, hả? Thôi, đánh kiểu 5.000 thôi. Kiểu 5.000 thôi ha. Ừ. Dạ. Làm gì vậy? Em lấy xi. Thì nói một tiếng bỏ chân xuống cho. Không, anh đi, đi. Sao đâu em, trời kinh nghiệm mấy cái vụ lắm. Anh coi nè, anh coi nha. Hey, hey, hey. Hey, đó. Thấy chưa, đó. Xong nè, đó. Lấy xi thế. Từ tay bước. Sao vậy? Tới hả? À. Để nó bỏ xuống chưa? À, để nguyên, giữ nguyên hiện trường. Khách hàng là thượng đế, để đó em. Có cách liền. Bôi xi gì đây? Từ đây mới bôi dài dài đó. Thấy chưa? Công nhận nha. Đánh dài từ trước giờ mới thấy chú em mày đánh không giống ai á. Sao hả? Không đụng hàng luôn á. Ừ. Làm gì vậy? Em đánh xi vô dài. À, đứng lên, đứng lên, đứng lên, lên, lên. Dạ. Nhìn vô đôi giày có xi không? Ủa sao giày không có xi? Ừ. Chân cũng hết xi. Ừ. Tay cũng hết. Ừ. Ủa vậy nó đi đâu? Vô vết con này cha. Tai nạn nghề nghiệp thôi. Đứng lại. Dạ. Nghĩ sao đánh đánh vô vớ người ta rồi bỏ đi. Em xin lỗi, tại này sự cố. Không có sự cố, ối ra đền. Dạ. Ối ra đền. Đứng lại. Em sáng giờ đánh bao nhiêu đôi? Dạ. Hồi sáng giờ đánh bao nhiêu đôi? Sáng giờ em đánh được có 2 đôi rồi. Một đôi bao nhiêu? Dạ 3.000. 2 đôi bao nhiêu? 2 × 3 = 4. Đi. Em là 6. À. 2 đôi hay 20 đôi? Dạ 2 đôi. 2 đôi hay 20 đôi? Dạ 2. Bao nhiêu? Dạ 2 đôi dép 18 đôi giày. Ối ra đền. 60 ngàn đúng không? 5, 10, 15, 20, 25, 60. Đúng không? Ối ra đền, mang lên. Nhìn lên. Anh ơi, nhà em nghèo lắm anh. Nín. Anh. Nếu mày nói một tiếng nữa tao tăng mày 10 ngàn. Anh thông cảm với em đi anh. 70 ngàn. 80 ngàn. Ủa nè em khóc mà. Đâu nói đâu. Vậy thối lại 50 ngàn, còn 70. Anh thông cảm với em đi anh. Nhà em nghèo lắm em cũng nói. 60 ngàn, đừng nói rồi thôi. Chết ra, chết ra. Giờ sao? Mày không biết tao là ai chứ gì? Xin giới thiệu với mày. Tao tên là Sơn, mà dưới giang hồ gọi tao là Mai Tây Sơn. Dạ. Mai sơi tai đó. Gì? Chú đợi mày. Mai Tây Sơn. Ừ. Dạ. Biết cái này cái gì không? Dạ nắm đấm. Vô mổ thì sao? Mổ máu không? Ừ. Nếu mà không muốn mổ máu thì ối ra 60 ngàn đền. Nhanh lên. Tao thấy đánh dài uống éo rồi nọ ha. Đưa 60 ngàn đây. Nhìn lên. Nhìn lên. Dạ sổ đây, dạ sổ đây. À, chú ơi, giật tiền của con chú ơi, ăn cướp chú. Trời ơi, ăn cướp giữa ban ngày hả? Dạ. Trời ơi, bớ người ta, ăn cướp. Ăn cướp, ăn cướp đây nè, bớ người ta. Hả? Ê, ông làm gì thế? Kêu cướp. Kêu cướp hả? Ủa? Trụ cướp dễ sợ lắm đúng không? Ừ. Kêu nhỏ quá. Kêu phụ. Kêu giùm cho. Kêu phụ đi. Ăn cướp. Ăn cướp. Bớ người ta ăn cướp. Bớ người ta ăn cướp. Ăn cướp giữa ban ngày. Tôi ăn cướp này cha. Trời ơi, tôi ăn cướp sợ quá. Sợ dễ sợ luôn á. Trời ơi sợ quá. Ăn cướp. Ê cho già. Dạ. Sao già mà nhiều chuyện vậy? Thì đâu có. Ăn cướp dễ sợ quá. Sợ ăn cướp quá. Giờ đi ăn cướp chỗ khác. Trời Phật ơi. Đó giờ tôi mới thấy thằng ăn cướp này nha. Cái họng nó còn bự hơn họng tôi nữa. Cậu bé ơi. Cậu bé ơi. Cái thằng nãy nó lấy của con hết nhiêu? Nó lấy hết tiền của con rồi. Trời Phật ơi. Sao mà nó ác dữ vậy không biết nữa. Vậy chứ hoàn cảnh gia đình sao?
mà phải đi đánh giày vậy hả con? Ba má con bỏ cất nhau từ lúc con còn nhỏ. Con đi đánh giày từ nhỏ để con nuôi mấy đứa em. Vậy hả? Trời ơi, sao mà hoàn cảnh éo le quá vậy? Hoàn cảnh của con ấy, thương còn không hết. Vậy mà nó nỡ lòng nào nó cướp của con ấy. Đúng là cái thằng khốn nạn mà. Chú nói thiệt nha, chú là chú căm thù cái thằng đó lắm. Chú mà không mù nhá, đánh tay đôi nó nãy rồi. Chú nói nó nghe nè, từ rày về sau á, không ra đường là phải hết sức cẩn thận. Thôi, đừng có buồn, cứ coi như là của đi thay người thì con cúng rằm tháng 7 nha. Của đi thay người sao được? Sao không được? Con dành dụm được có bao nhiêu nó lấy hết tiền của con rồi. Cũng may à, con đánh giày từ nhỏ con học được một ít nghề đó. Nó lấy của con 60 ngàn, con lấy của nó này được 6 triệu. Alo, tao nè. Ừ, sao? Tối nay hẹn nhau quán thịt chó nữa nha. Ừ, ê, có hàng mới nha. Nói nó đừng có ém giá thôi nữa nha. Rồi, thôi ha. Ừ. Alo. Ừ, tao nè. Sao? Sáng giờ làm ăn đỡ không? Tao hả? Sáng giờ mới được có 6 cái chứ nhiêu. Hả? Ừ thì cố gắng, giờ tới tối chẳng chục. Thôi không nói chuyện nữa thôi ha. Ừ, tối gặp. Alo. Chị kiếm ai? Hả? Kiếm anh Sơn hả? Mai Tyson hả? À, nhầm máy rồi ha. Ê ê ê, đúng rồi chị, đúng rồi, máy này của anh Mai Tyson. Dạ. Mà tin buồn, anh Sơn vì tuổi già sức yếu nên không giữ được máy. Hả? Tôi là lừa người mà lấy đó bà. Thôi ha, cấp máy. Alo, đã phát hiện cái thứ bảy. Không biết hiệu gì mà âm thanh nổi. Bắt đầu làm việc. Kia đuổi bướm hai hoa à, đường đi còn thấy mà đó, đuổi bướm hai hoa hay quá. Hiệu gì? Dạ thôi. Hiệu gì? Dạ thôi. Hiệu gì? Coi hộ em không nhớ. Điện thoại di động. Xin kính chào quý khách. Thuê bao quý khách đang nhìn thấy, hiện không liên lạc được vì nằm ngoài vùng phục vụ hoặc tắt máy và bây giờ mất máy. 2, 3 mất. Bác ơi, cho em xin lại. Đánh kỹ hơn, điện thoại màn hình đen trắng, đánh không kỹ. Có ai đánh điện thoại? Ủa, đánh giày không? Có ai đánh giày cùng với điện thoại không? Có ai đánh giày không? Có ai đánh giày không? Sao không ai đánh giày hết thế? Cái thùng giày mới đấy.